Bỏ lên này nha, bỏ lên nè, bắt đầu bỏ lên tay mình nha. Ơi quả cái gì mà quả không biết nữa, tao làm gì đâu mà quả quả nào người ta cho ta xịt nước nè. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay là video tiếp theo là mình thăm con tắc kè nè các bạn. Hôm trước là mình làm cái chuồng cho nó đó, hôm nay mình dỡ ra mình coi coi nó sống như thế nào, và sẵn tiện mình sẽ tiếp cận mình làm quen với nó luôn nha các bạn. Và mình kêu nó ra rồi bắt đầu cái mình sẽ dỡ mấy cái này lên để cho các bạn ngắm nhìn cái con tắc kè nha các bạn. Rồi sẵn tiện mình sẽ giới thiệu vào cái video tiếp theo luôn. Video tiếp theo đó là mình làm cái nắp chuồng của nó. Mình làm cái nắp chuồng của nó là nó sẽ hoàn thiện xong rồi đó. Sẽ mình quay lại thêm một lần nữa cho các bạn xem cho vui luôn. Thì trong video đó mình nhằm mục đích đó là mình tham khảo cho vui vẻ nha các bạn. Rồi bắt đầu cái mình kêu nó ra các bạn. Mình kêu nó ra, nó ẩn nắp vô trong đây nè các bạn. Tắc kè, tắc kè, tắc kè, mày đâu rồi tắc kè. Để mình sẽ dở lên từ từ lên mình kêu nó ra nha các bạn. Này mấy con dế nè, cái con tắc kè của mình á, mình cho nó ăn thịt nó quen rồi các bạn, thành ra dế nó ít có ăn. Thì hôm nay sẽ mình sẵn tiện là mình sẽ vệ sinh cái chuồng, rồi mình coi coi những cái con dế nào á nó chết thì mình bỏ ra ngoài, hay hoặc là mình coi những cái phân của nó đó nó sẽ tè xuống đây, rồi bắt đầu cái mình lấy ra nè, mình lấy lần lần cho nè. Tắc kè, tắc kè, tắc kè, tắc kè, tắc kè, tắc kè, mình để ra ngoài nè các bạn. Chắc có lẽ một hồi cái mình dẹp cái cây lan này ra luôn các bạn, mình không có để nó vô nữa. Nó các bạn thấy không các bạn, tắc kè, 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 tắc kè. Nó hung dữ, nó quạ quọ. Đây nó đây nè các bạn, nè 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 nó nè đó. Các bạn có để ý nó cái màu của nó, cái sắc của nó không các bạn? Khi mà mình nuôi nó trong một cái chiếc hộp kia là cái màu sắc nó khác, rồi ra đây là cái màu sắc nó khác nữa nè. Rồi bắt đầu mình làm quen với nó nha các bạn. Mình bằng cách đó mình sẽ chạm vào nó và mình bắt nó lên, rồi mình vuốt ve nó coi coi thái độ nó ra như thế nào, thì từng nó tự động nó sẽ diễn biến nha các bạn. Mình làm video mình không có sắp đặt gì hết nha các bạn, thì bởi vì tự động nó sẽ diễn biến và mình suy nghĩ được cái gì đó mình nói cái nấy. Mình chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo nhau cho vui. Rồi bắt đầu mình nhìn theo cái thái độ nó, tùy nó nha các bạn, chứ mình không có làm gì nó hết, tùy thái độ nó thôi đó. Đây nó đây, mình tiếp cận mình làm quen với nó đây nè các bạn, nè, những con dế nó đeo nó nữa nè, con dế nè các bạn, nó ít có ăn mấy con dế quá, con tắc kè của mình á. Đút nó thì nó mới ăn, bởi vì mình cho nó ăn, mình cho nó ăn thịt á, cái nó quen nè. Cái màu của nó các bạn có thấy được cái màu sắc nó khác không? Đây nè, mình làm quen với nó nha các bạn. Trời ơi. Quay cận cảnh xuống, quay cận cảnh xuống coi thái độ nó như thế nào. Tự động nó sẽ thái độ nó như thế nào là tùy hỷ nó nha các bạn. Mình hoàn toàn mình không có mô phỏng gì hết. Video mình làm video thường thường là mình làm mình mang tính chất thực tế rồi các bạn. Đây nè, nó nè đó. Để mình cho nó biến miếng nước cho nó đỡ quạo nha các bạn. Nè đây cận cảnh xuống nè, cái chai bình, cái bình xịt mình nè các bạn, xịt nước nha, xịt ép nha.
nước nước thịt nước nó thường thường nó mau có thay da lắm các bạn ơi. Để mình bắt nó nhẹ nhàng lên đó 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 đó. Không dữ quá trời luôn, quạo quọ không dữ. À, các bạn xem cho vui vẻ nha các bạn. Các bạn nhớ làm cái chuồng giống như mình đó, là nhà mình có trẻ nhỏ, mình xin nhắc lại các bạn đừng quên nha. Các bạn nhớ làm nắp đồ cho nó đầy đủ nha các bạn, để con cháu mình ở trong nhà nó lén lén nó dở ra nó bóp đầu tắc kè hết các bạn ơi. Đó nó vậy đó các bạn, hung hăng đó, cho miếng nước nữa, hung hăng cho miếng nước nữa. Cái con dế bữa mình mua 5.000 bạc mình bỏ ở đây mà nó ăn chưa hết nữa nè các bạn, hổng gầy cũng hết 3 ngày rồi đây nó đây. Mình làm một cái động tác nhẹ nhàng lắm đó các bạn ơi, tại vì cái loại tắc kè này là nó hay quạo quọ lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy cái sắc tố ở trên cái da của nó không, cái hôm trước là nó khác bây giờ là nó khác nè các bạn, hôm trước nó trắng từ rồi. Mình nuôi nó trong cái chuồng này á, bắt đầu cái nhìn thấy cái màu sắc nó khác này. Nó quạo quọ, nó dễ dọ, mình cầm nó cái nhẹ nhàng động tác nó chứ không phải mình bóp mạnh gì đâu nha các bạn, mà nó vậy đó. Đây nè, hung hăng nè, đó mình dở gần lên luôn nè. Rồi bắt đầu cái mình cho nó ăn thử một con dế nha các bạn. Đây nè các bạn thấy không, nè mình bỏ vô nha, mình bỏ trực tiếp vô nha, đó. Ngậm luôn rồi đó. Gớt ra ngoài hay gì vậy à, là nó vô trong họng nó luôn này, Nước rồi. gớt ra ngoài hả? Nè. Trời ơi thiệt tình mày luôn á nha, kè cho mày ăn không là tao đâu có làm gì mày đâu, nó vậy đó, đó. Dùng chiếc bình này đụng vô các bạn ơi. Đó ơi âm Đây. nhả cái lưỡi nó đưa đưa, đưa nó nghe đùa đùa ra các bạn, cái lưỡi nó chiếc lưỡi nó đùa ra đó đó, À, con dế này nó bị gì á, tự nhiên ra ngoài rồi nó không ra luôn, nó bò vô lại. nó khoái vô họng tắc kè, nó vô trong đó sướng. Nè các bạn đó, chả có làm gì nó hết mà nó như vậy đó, nó không có hài lòng mình làm như vậy, cho nó uống miếng nước nữa nha các bạn đó. Chiếc đuôi nó có đứt hết một lần rồi. Video hôm sau là mình làm hoàn thiện cái nắp chuồng đó, rồi mình quay nó thêm một lần nữa cho các bạn trải nghiệm cho vui nhé các bạn, chủ yếu là cho vui thôi các bạn ơi. Hoặc là trên video có chi tiết thiếu sót điều chi á, các bạn nhớ thông cảm cho mình nha. Rồi mình lại một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Sao cái đầu nó ướt nhẹp vậy ta? Cái đầu nó nãy mình xịt nước mà chỗ này nè các bạn, gờ chỗ này nó nhám ghê lắm các bạn, ớn tay luôn. À, không mãi không có chịu ăn nè, nè bỏ xuống bập bập những hậu cũng nhả ra ha. Rồi. Vậy không đó Nãy là giờ ba con ra hết ba con. ăn thịt không rồi các bạn ơi, làm vuốt ve nó không á, vuốt ve nó chứ không có làm gì nó hết mà nó như vậy đó. Đó 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 Thì đó chị nó đó, quay lại nha. cái tay cho để gì đâu có quay lại được. Đây quạo quọ nè, hỏi bò lên này nha, bò lên nè, bắt đầu bò lên tay mình là nha. Ơi Ủa
quạo cái gì mà quạo không biết nữa, nó làm gì đâu quạo. Quạo nào người ta cho người ta xịt nước không nấy nữa. Nè cái bệnh nó cũng cắn nữa. Mình không có hại nó gì hết nha các bạn, mình nuôi nó cũng giống hệt như là một cái thú cưng vậy nha các bạn. Mình nuôi nó nhằm nó lâu lâu đó, mình lấy ra mình quay cho các bạn xem cho vui vẻ để trải nghiệm cho vui. Nhà đặc biệt có một cái các bạn nào mà yêu thích cái con tắc kè này các bạn, nó kêu đã lắm các bạn ơi. Nhưng mà cái con tắc kè mình nuôi nó bình thường á, nó ít có kêu lắm. Còn tắc kè các bạn nó tự nhiên ở trong nhà các bạn nó, thì nó kêu hoài, nhưng mà cái con mà mình nuôi nó ít có kêu lắm nè. Đụng cái đuôi nó ở ngoài sau nè các bạn nè, đó. Này đó. Rồi video đến đây mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Rồi mình xin chúc tất cả các bạn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Video tiếp theo đó mình làm xong cái nắp chuồng nè các bạn. Thì lúc đó mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết lại thêm một lần nữa.